Lozen Dojip với rất nhiều sản phẩm mới muốn ra mắt các bác làm vườn hôm nay Hôm nay thì em đã làm xong dầm cổ tròn là một dòng dầm đặt kia các bác anh nhá Còn đây là mẫu dầm để cho các bác nhà mình đi đánh cuốt đánh đào này Và hôm nay thì em sẽ có cuốc gà, cuốc tây gà Một dòng cuốc cao cấp nhất trong tất cả những cái dòng cuốc Và đây là dìu hàn cán này các bác anh này Bác nào mà cần dìu hàn cán này, cuốc lưỡi cưa này và những lưỡi dầm các bác nhà mình hãy liên hệ tới bên em ngay nhé. Và bây giờ thì em sẽ chi tiết đầu tiên về những mẫu dầm đặt của bên em. Những dầm này thì sẽ theo nhu cầu của các bác anh. Ví dụ như các bác anh nhà mình đặt như thế nào, em sẽ làm cho các bác anh nhà mình như vậy nhé. À, đây là mẫu dầm đánh đào này các bác anh này. Mẫu dầm đánh đào này thì đầu video em cũng báo luôn từ các bác là em đang làm một cái dầm hoàn thiện như thế này. Đã hàn cán tổng chiều dài của nó là trên 1 mét đấy các bác anh ạ. Với cái giá sẽ là 4, à xin lỗi, 300 000 đồng trên một chiếc các bác anh nhá. 300 000 Thì với dòng nhíp chuẩn dành cho các bác thì mình đánh cây thì đây, em quay rất chi là gần. Ống tiếp là ống tiếp dày. À về cái dầm này thì em nói luôn là em có từ 150 trở lên nhá. 150. À uh, 180, 200, 250. 300, 350 và 400. Các bác nhìn mình thích đặt như nào em sẽ làm theo ý của các bác luôn nhá. Và hiện tại cái ở trên màn hình video này thì nó chỉ có 300.000 một cái thôi. Em miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn. Đấy còn về cái mẫu cuốc. Đây là cái cuốc nhíp này. Cuốc nhíp này thì hiện tại thì em đang có 3 kích thước. Và cái kích thước này thì em đang đưa tới các bác anh. Cái cuốc nhíp này là 100.000 đồng trên một chiếc. Và ví dụ như các bác này mình muốn mua to hơn. Thì em sẽ làm to hơn. À, còn về những mẫu dầm nhỏ là những mẫu dầm để cho các bác nhà mình làm cây trong chậu này. Đây các bác anh này. Đấy với cái giá là 50.000 đồng trên một dầm. Cái này là 50.000 đồng trên một dầm các bác anh nhé. Và với uh, lưỡi dìu. Đây là một dòng lưỡi dìu đặc. Một dòng uh, lưỡi dìu cao cấp. Đấy các bác nhà mình bổ củi. Cái này thì nếu như bác làm mà muốn hàn cán. Thì em sẽ hàn cán cho các bác luôn. Vừa bên kia nhé. Em quay cho các bác thì mình xem về cái dầm cổ tròn. Thì đây là một cái hàng dầm đặc. Mà hôm nay các bác anh tiếp tục đặt em này các bác anh này. Về cái phần... Uh, nhíp của nó thì bao dày dặn chất lượng để các bác mình đánh gốc đánh dễ cây cái này thì hiện tại em cũng đang làm là ba kích thước các bác anh nhé à, trung bình là 300 trung bình nữa là ba trăm rưỡi còn dầm đặt thì nó sẽ là 400 một cây hàn cán ống tuyếp và miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn còn đây là dầm uh, mo chuối bản đặc biệt bản đặc biệt này siêu dày luôn các bác anh này siêu dày dặn luôn đấy bản đặc biệt luôn cái dầm mo chuối này hiện tại là em đang đưa tới các bác các anh uh, sẽ có giá là từ 250.000 đồng cho một chiếc các bác anh nhá 250.000 300 300 rưỡi và 400 và cái bản này là bản đặc biệt là em đã hàn cắn hết rồi uh, với dầm chuối này thì em có cả dầm bản thẳng nhé như các bác nhìn xem những cái dầm bản thẳng nó như thế này đây là dầm bản thẳng cỡ lớn này đấy các bác anh nhìn những cái lưỡi, các bác thì mình có thể sử dụng đọc cái lưỡi không của nó thôi. Em cũng gửi về các bác hàn cán nhé. Còn về đây là những chiếc cuốc, đây là chiếc cuốc gà loại nhíp đẹp với cái giá của nó sẽ là 150.000 đồng trên một cuốc. Hàng nhíp chuẩn nhé, nếu như các bác thì mình muốn mua từ 60.000 đồng một cái em có 60.000, 80.000, 100.000 có hết nhé. Còn về đây là cuốc uh, gà, đây là một cái cuốc gà với cái phần uh, sọ dày, sọ dày cộp như thế này. Đây là quốc gà Cái uh, quốc gà này thì các bác nhà mình uh, Em sẽ đưa tới các bác là bản đặc biệt Như cái bên kia các bác nhìn ấy Cũng cái quốc gần giống như này nó chỉ có 100 thôi Nhưng cái này là hàng đặc biệt để cho các bác nhà mình dùng Cái này nó là 200 nghìn một cái Em miễn phí ship nhá Còn uh, về dìu và quốc bướm thì sao Ở bên uh, lò rèn bên em thì sẽ làm tất cả các loại Tùy thuộc theo nhu cầu các bác các anh Cái uh, quốc bướm này thì giá của nó là 70 nghìn đồng trên một cái Quốc bướm này là 70 nghìn đồng trên một cái này. Đấy còn uh, có một cái là 100, có một cái là 100, còn uh, có một cái nó sẽ lớn hơn nhé, tùy theo kích thước, 120, 130. Cái dòng cuốc này thì các bác nhà mình có cuốc vào gạch và đá cũng không bao giờ lo mẻ. Còn đây là cái cuốc Tây, lưỡi cưa, dành cho các bác nhà mình xúc này. Cái này nó sẽ có mấy, nó sẽ có mấy size, nó sẽ có mấy size đấy các bác anh ạ. Nhỏ nhất thì nó là 100.000 đồng một cái nhá, cuốc lưỡi cưa, lưỡi mai nhỏ, lưỡi mai để các bác anh nhà mình sắn đất này. Đây các bác anh này Lưỡi mai để các bác anh sắn đất To nhỏ thêm đều có hết nhá Đây là cái lưỡi dầm để các bác nhà mình Cái lưỡi dầm để cho các bác anh nhà mình đi Đánh đào, đánh quất Và với tất cả các mẫu ngày hôm nay Thì bác nào đang có nhu cầu À còn về quan trọng nhất là cái dìu này các bác anh này Cái dìu này thì hôm nay có một anh đặt em là 5 cái Hàng đặt nha các bác anh nhé Hàng đặt này Các bác anh thấy không Nó sẽ quá là chuẩn luôn Ở cái lô hàng đặt này thì em báo giá luôn nếu như các bác mình mua hàng trung bình thì nó chỉ có 250 thôi còn với cái diều hàng đặt này em đang gửi tới bác là 300.000 đồng cho một cái đẹp vô cùng luôn chất vô cùng luôn các bác mình vừa làm đầu gõ này đây các bác anh nhé Đây là một cái diều à, với tất cả những cái dụng cụ đồ nhiếp này thì hiện tại bên em đang nhận làm và ship gửi tới tận nhà các bác các anh Bác nào đang có nhu cầu về đồ nhíp hãy liên hệ trực tiếp với đầu số điện thoại em để ngay trên màn hình video nhé em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác anh luôn ở những dòng nhíp đặc biệt và với kênh của em thì sẽ có hàng nghìn những sản phẩm khác nhau khi xem được video rồi các bác thì mình mà cần nhớ liên hệ trực tiếp với em qua đầu số điện thoại trên màn hình video và số của em thì có zalo để tư vấn và để gửi tới tận nhà các bác các anh gửi hình ảnh cho các bác các anh nhà mình xem trước khi đặt hàng nhé cảm ơn các bác đã theo dõi video này chào và hẹn gặp lại các bác ạ Và đừng quên nhấn chuông uh, like và đăng ký kênh của em để xem được hàng nghìn những cái sản phẩm hay nha.